mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cái gì đừng xem thường đứa trẻ 2 tuổi 10 tháng này. Nào, con hãy đọc cho mọi người nghe một đoạn kinh văn đi. Thái Thượng Lão Quân nói: Hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, quả báo thiện ác như bóng theo hình. Giữa trời đất có vị thần chuyên giám sát việc lỗi quấy, dựa theo tội nặng hay nhẹ mà đoạt giảm tuổi thọ, còn phạt cùng khốn khổ hao, hoạn nạn không ngừng, bị mọi người chán ghét, hình phạt tai họa cũng theo đó mà đến. May mắn kiết tường sẽ không có phần, ác tinh giáng tai ương, thọ mạng hết rồi chết. Còn có thần tam thi ở trong cơ thể người, đến ngày canh thân tấu trình lên thiên tàu, kể tội của người. Ngày cuối cùng của mỗi tháng, táo thần kiểm tội của người trong nhà. Tội lớn thì giảm 12 năm, tội nhỏ thì giảm 100 ngày. Các tội lớn nhỏ tổng cộng hơn 100 loại. Người muốn tu thành tiên hãy làm 1.300 việc thiện, người muốn thành địa thần thì làm 300 việc thiện. Giỏi. Cái gì thấy đứa trẻ ngoan như thế này, nhà nào cũng muốn có. Đứa trẻ ngoan này đã đến với gia đình họ như thế nào, đến với nhân gian này như thế nào. Đây là chương trình Giáo dục Phật Đà Hóa Thiên Hạ. Tiết mục của hôm nay là: Làm thế nào để cầu con, sanh con và dạy con. Tập 1. Kính thưa các vị khán giả, xin chào mọi người. Tên của chương trình này là Giáo dục Phật Đà Hóa Thiên Hạ. Làm cách nào để hóa giải thiên hạ, hóa giải sự oán hận, bất bình, tai nạn ở trong thiên hạ, tất cả đều được hóa giải, có thật gì không? Thật vậy, mỗi một tiết mục giống như một cuộc thí nghiệm. Hôm nay là một thí dụ rất hay. Nói về đối tượng nào vậy? Hiện nay những đứa trẻ trong hàng trăm hàng nghìn gia đình đều không dễ quản, không dễ dạy. Phụ huynh rất khốn khổ, các thầy cô cũng khốn khổ. Lúc chúng còn nhỏ thì chưa bộc lộ rõ, càng lớn thì càng phiền phức. Do nguyên nhân gì? Lúc đứa trẻ này sinh ra đã có vấn đề rồi. Có thật gì không? Thật vậy. Tại vì sao những đứa con của những bậc cha mẹ trong thiên hạ, họ cầu thiện tử, chính là cầu con ngoan liền được thiện tử. Làm cách nào có được? Hôm nay có một gia đình, cặp vợ chồng này còn rất trẻ, mới 30 mấy tuổi. Đứa con được 2 tuổi 10 tháng. Họ đều là người học Phật, dùng giáo dục của Phật Đà chiêu cảm được đứa con này. Mọi người có thể lắng nghe, rốt cuộc nó ngoan đến mức độ nào. Các vị là từ Hà Nam đến có phải không? Vâng ạ, là từ Bình Định Sơn, Hà Nam. Người mẹ năm nay đã con 32 tuổi, cha thì 35 tuổi. 35 tuổi à? Đứa trẻ này hình như là mới biết nói chưa được bao lâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi nghe nói đứa trẻ này cho đến tận bây giờ vẫn chưa uống thuốc, chưa chích, vẫn chưa vào bệnh viện bao giờ. Dạ đúng vậy. Là do như thế nào? Là nguyên nhân gì? Đứa trẻ này lúc mới sinh ra rất là khỏe mạnh. Sau đó bác sĩ đã hỏi chúng con, đứa trẻ này sinh ra được 3,9 kg, chiều cao cũng khá là 53 cm. Ây da, đứa bé to quá à. Nhưng ạ, bác sĩ nói đứa bé này sinh ra quả là rất to. Đã hỏi chúng tôi đã ăn uống ra sao, ăn những thứ gì, ăn uống những thứ gì, và lúc mang thai đã ăn thứ gì, bổ sung cho em bé chất gì mà lớn như vậy. Bé rất sạch sẽ, cũng không bị chứng vàng da. Những vấn đề của trẻ sơ sinh đều không có. 3 ngày là chúng tôi có thể xuất viện. Em bé sinh ra rất khỏe mạnh, đến bây giờ chưa hề bị bệnh, cũng chưa từng nằm bệnh viện. Chúng ta không nói trường hợp khác, chỉ nói trường hợp này. Có đứa trẻ của gia đình nào được như vậy không? Chúng tôi xin nói với mọi người, những gia đình học Phật, niệm A Di Đà Phật có thể làm được.
các vị không thể không tin, đây là sự thật. Người hiện nay bất kể các vị nói với họ học Phật tốt như thế nào, họ cũng khó mà tin. Xem đây là mê tín. Họ không hiểu được. Người thật sự hiểu rõ thì có ai mà không học Phật? Không người nào mà không học. Hiện nay có nói đến giáo dục tiền hôn nhân, chúng tôi đề nghị đem tiết mục này làm thành giáo dục tiền hôn nhân của quốc gia. Đây là khóa học bắt buộc cho các vợ chồng trẻ. Các vị không muốn sanh con sao? Các vị thấy người ta đã sanh con như thế nào? Đều có quy luật. Tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mà được như vậy. Không phải vậy. Họ đã dựa vào điều gì? Ấn Quang Đại Sư mọi người ai cũng biết là tổ thứ 13 của tông Tịnh Độ. Ấn Quang Đại Sư đã dạy làm cách nào để sanh đứa con ngoan. Họ đã dựa vào phương pháp này. Cái gì nhìn đứa trẻ này, đây giống như một cuộc thí nghiệm. Cái gì nói học Phật không lợi ích, vậy mà đứa trẻ này từng giây từng phút đều nhận được lợi ích. Đây là sự thật. Thân thể không có chỗ nào là không tốt. Cho nên tiết mục này chúng tôi thay mọi người đến phỏng vấn, tìm hiểu và điều tra làm cách nào để có thể cầu được đứa con ngoan. Cầu con ngoan liền được con ngoan, làm sao mà cầu đây? Chúng ta phải hỏi từ đầu, chủ yếu là hỏi người mẹ này. Bởi vì việc sanh con và nuôi con thực sự đều là thiên chức của người mẹ. 10 tháng mang thai nằm trong thai mẹ, cho nên nói người mẹ có ảnh hưởng mang tính chất quyết định. Từ xưa đến nay người chúng ta đều nói nhiều đến thai giáo, cho nên người mẹ phải được giáo dục tốt. Tôi xin hỏi các vị, từ khi nào bắt đầu học Phật? Tôi xin hỏi người cha trước. Đại khái là vào 6 tháng cuối năm 2007. Lúc đó sức khỏe của cô ấy thường không được tốt, và mỗi tháng, nói chung là mỗi tháng thường bị dài bệnh giặc. Lúc đó thì chúng tôi cũng hơi lo. Sau đó có một lần công ty của tôi có tổ chức đi du lịch ở Cửu Hoa Sơn. Lúc đó chúng tôi cũng hoàn toàn không có khái niệm gì, chỉ là người tham quan ngắm cảnh, chưa học Phật. Chưa, lúc đó chưa học. Sau đó chúng tôi nhìn thấy tượng Bồ Tát, nhìn thấy tôn tượng, liền cảm thấy cầu nguyện có thể được lợi ích, nên đã cầu Bồ Tát là hy vọng cô ấy có được sức khỏe tốt. Sau khi về nhà thì có thật sức khỏe đã từ từ chuyển biến tốt hơn. Không có nguyên nhân nào à? Dân, sau cùng cảm thấy sức khỏe của cô ấy đã tốt hơn từ từ. Lúc đó đối với Phật Bồ Tát đã có hơi tin, đã có một chút cảm nhận, đúng không? Nhưng đúng vậy, nhưng cũng chưa được rõ ràng lắm, chỉ là một chút cảm nhận mơ hồ gì đó mà thôi. Việc này tôi xin nói với mọi người, hiện nay rất nhiều người đến chùa miếu thắp hương cầu cái gì? Cầu thăng quan, cầu phát tài, của tham ô hối lộ, càng nhiều càng tốt, trong nhà càng có nhiều tiền hơn. Có linh nghiệm không? Không linh nghiệm. Vậy vì sao họ vừa cầu một cái thì linh nghiệm? Thân thể khỏe mạnh, đó là tận hiếu. Cha mẹ nhìn thấy sẽ vui lòng. Nếu các vị làm con mà sức khỏe không tốt thì thân bị thương cha mẹ lo, đây là tận hiếu. Họ có lòng hiếu thảo mà. Thân thể khỏe mạnh thì cha mẹ vui mừng. Nên việc này tương ưng với thiện tâm của Phật Bồ Tát. Nếu các vị có tâm ác, muốn tìm về người con gái đẹp, tham tài vật, tài sắc danh thực, những thứ này thì Phật Bồ Tát không thể phù hộ cho các vị rồi. Nếu không thì sư phụ có nói là chẳng lẽ Phật Bồ Tát là tham quan cả sao? Cái gì thắp hương lễ Phật thì Phật Bồ Tát phù hộ cho các vị làm chuyện xấu sao? Làm gì có chuyện đó, không thể cảm ứng được. Những người này có cảm ứng là gì? Đã như lý như pháp mà cầu. Trong nhà Phật có cầu ắt có ứng. Sau đó thì sao? Vào tháng 7 năm 2009, chúng tôi đến Tây An công tác, từ một đống giấy dứt ngoài bãi rác, chúng tôi nhìn thấy bốn tấm hình Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng lúc đó không biết, chỉ cảm thấy tấm hình này rất trang nghiêm, rất là đẹp. Một tấm hình đẹp như vậy, tại vì sao lại để ở chỗ như thế này? Cảm thấy thật không cung kính, nên tôi đã nhặt tấm hình này lên rồi kẹp vào trong một cuốn sách. Sau đó khi tôi trở về nhà thì một đồng nghiệp đã dở cuốn sách ra, nhìn thấy nó, đây là hình gì mà đẹp vậy? Tôi nói nếu chị thích tôi tặng chị một tấm. Cô ấy hỏi đây là Bồ Tát gì? Tôi nói tôi không biết. Sự việc là vậy. Ngày hôm sau cô ấy nói đó là một tọa đàm hạnh phúc nhân sinh về Đệ Tử Quy, về Đệ Tử Quy cho con cái. Tôi nói sau này chẳng phải mình muốn sanh em bé sao? Vậy thì hãy đi nghe xem. Chính là nhân duyên như vậy đã khiến tôi đến nghe tọa đàm về Đệ Tử Quy. Tôi cảm thấy Đệ Tử Quy rất tốt. Tôi nói sao từ bé mình không được học gì? Họ đã giảng làm cách nào để hiếu thuận cha mẹ, thương yêu anh em, khiến gia đình hạnh phúc, làm sao đối đãi với người. Từ nhỏ đến giờ không được học qua những điều này,
tôi cảm thấy rất là hay. Sau khi tôi về nhà đã lấy cuốn Đệ Tử Quy. Cuốn sách này tổng cộng cũng không dài. Sau đó tôi cảm thấy mỗi một điều, mỗi một câu rất là thiết thực, có thể áp dụng vào cuộc sống, cảm thấy rất là hay. Sau khi về nhà tôi nghĩ mình nghe giảng Đệ Tử Quy một lần vẫn chưa thỏa mãn, tôi muốn nghe thêm một lần nữa. Tôi đã lên mạng tìm thấy diễn đàn của các doanh nghiệp ở Đường Sơn. Đó chính là diễn đàn đầu tiên mà chúng tôi làm vào tháng 7 năm 2009. Ha ha ha, 问什么的说